thuyết đinh án hồi một hoa viên bất ngờ gặp gỡ địch công nhận tin báo án nguyện dốc lòng xử án thiên cổ soi gương ai sinh tử do ta quyết phải cẩn trọng không sai đêm hôm trước ta ngồi một mình dưới mái đình trong hoa viên hóng mát đêm đã khuya nên các phu nhân đều lui về phòng riêng từ lâu cả buổi tối ta miệt mài làm việc trong thư phòng nên đã kêu gia nhân luôn tay lấy giúp cuốn sách từ trên kệ xuống và chép lại những đoạn ta cần đọc như mọi người đã biết những lúc an nhàn ta đều dành thời gian biên soạn một quyển tập về các vụ án dưới triều nhà minh vĩ đại này đồng thời soạn thêm một phần phụ lục về tiểu sử của các thần thám trứ danh thời xa xưa hiện ta đang viết đến tiểu sử của địch nhân kiệt một vị quan án nổi tiếng sống cách đây bảy trăm năm trong nửa đầu sự nghiệp, khi vẫn còn làm huyện lệnh ở các huyện lỵ, ông đã phá được rất nhiều vụ án bí ẩn, nên giờ đây người ta chủ yếu biết đến ông qua cái tên Địch Công, một vị thần thám lẫy lừng của thời quá khứ huy hoàng. Sau khi cho gia nhân đi nghỉ, ta viết một lá thư dài gửi cho đại huynh của mình. Huynh ấy đang giữ chức chánh lục sự tại Bắc Châu ở phương Bắc xa xôi. Huynh ấy được bổ nhiệm từ hai năm trước để lại căn nhà cũ ở con phố bên cạnh cho ta trong nôm coi sóc. Ta viết thư cho đại huynh để kể rằng ta vừa phát hiện ra Bắc Châu là địa phương cuối cùng mà địch công làm quan án trước khi ông được điều về đảm nhiệm một chức vụ cao hơn tại Kinh Thành. Vì vậy, ta đã nhờ đại huynh giúp tra lại sổ sách địa phương, biết đâu huynh ấy có thể tìm ra thông tin gì thú vị về những vụ án mà địch công đã phá ở nơi đó. Ta biết đại huynh nhất định sẽ giúp đỡ hết lòng vì huynh đệ chúng ta vốn rất khăng khít. Viết thư xong, ta bỗng nhận thấy trong thư phòng vô cùng oi bức. Ta bước ra hoa viên, hóng gió mát đang thổi qua hồ sen. Ta quyết định rằng trước khi đi ngủ sẽ ngồi nghỉ một lát trong mái đình nhỏ vừa xây ở góc hoa viên bên cạnh hàng chuối. Ta cũng chẳng vội vàng muốn về phòng ngủ ngay vì không khí trong nhà hiện đang căng thẳng từ sau khi ta cưới tam phu nhân nàng thật là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn ta thật không hiểu tại sao hai vị phu nhân kia lại tỏ ra hằng học với nàng ngay từ ngày đầu gặp mặt và lúc nào cũng trách móc việc ta ở cùng nàng hàng đêm thế nên đêm nay ta đành hứa sẽ đến phòng của đại phu nhân và phải thú thật là ta chưa muốn đi ngay ngồi thoải mái trên chiếc ghế tre ta phe phẩy chiếc quạt lông ngỏng ngắm nhìn hoa viên đang tắm mình dưới ánh trăng bỗng nhiên ta thấy cổng sau mở ra ta vô cùng bất ngờ khi thấy đại huynh của mình bước vào ta đứng bật dậy và chạy ngay đến chào đại huynh huynh có việc gì thế ta hỏi tại sao không báo trước cho đệ là huynh sắp xuống miền nam có việc bất ngờ nên ta phải đi ngay huynh ấy đáp Vừa tới nơi ta liền ghé đến gặp đệ Mong đệ lượng thứ vì ta đến muộn thế này Ta triều mến nắm lấy cánh tay của đại huynh Và dẫn huynh ấy đến mái đình Ta nhận thấy tay áo của đại huynh Lạnh toát và ẩm ướt khác thường Sau khi đợi đại huynh an tọa Ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Và ân cần nhìn huynh ấy Đại huynh đã gầy đi rất nhiều Mặt trắng bệt và hóc mắt lõm sâu Có lẽ là do ánh trăng Ta lo lắng nói nhưng trong huynh không được khỏe chắc là đường đi từ bắc châu về đây rất vất vả nhỉ đúng là rất gian nan đại huynh khẽ đáp ta cứ hy vọng sẽ đến từ bốn ngày trước nhưng sương mù dày đặc quá huynh ấy đưa tay phủi hết bùn khô trên bạc áo trắng rồi nói tiếp thời gian gần đây sức khỏe của ta không được tốt ở đây cứ liên tục đau nhói huynh ấy nhẹ nhàng sờ tay lên đỉnh đầu đau buốt đến tận hốc mắt, có lúc toàn thân còn rung bần bật nữa. Khí hậu ấm áp ở quê nhà chắc sẽ khiến Huynh khỏe lên. Ta an ủi đại Huynh. Ngày mai, đệ sẽ mời đại phu hay khám cho nhà ta đến. Giờ thì Huynh kể cho đệ nghe tình hình ở Bắc Châu đi. Đại Huynh kể lại ngắn gọn về công việc của mình ở đó. Có vẻ như Huynh ấy và thứ sử có quan hệ rất tốt. Nhưng khi nhắc đến chuyện riêng thì Huynh ấy lại có vẻ phiền muộn. Huynh ấy kể rằng đại phu nhân của mình gần đây cư xử khá kỳ lạ, không hiểu sao thái độ của đại tẩu đối với huynh ấy không còn như xưa. Có vẻ là vì việc huynh ấy mới đột ngột về lại đây. Khi ấy đại huynh rung cầm cập, ta không hỏi gì thêm nữa vì xem ra đây là chuyện khiến huynh ấy rất phiền lòng. Để ta giúp đại huynh quên đi phiền muộn, ta đề cập đến địch công và kể về lá thư ta vừa biết xong. À phải, đại huynh nói người dân bắc châu hay kể về ba vụ án bí ẩn mà địch công đã phá khi còn làm thứ xử ở đó chuyện được truyền lại qua nhiều thế hệ được kể đi kể lại ở các quán trà nên dĩ nhiên là đã bị thổi phồng lên rất nhiều chỉ vừa mới qua nửa đêm ta phấn khích nói nếu huynh không quá mệt thì hãy kể cho đệ nghe đi gương mặt hốc hác của đại huynh nhăn lại trong đau đớn ta vội vàng lên tiếng xin lỗi vì yêu cầu quá đáng của mình nhưng huynh ấy đã giơ tay ngăn lại có khi kể cho đệ nghe câu chuyện lạ lùng ấy lại có ích Đại huynh nói với vẻ nghiêm trang Nếu lúc trước ta để tâm đến nó hơn Thì có thể sự tình đã khác rồi Đại huynh không nói gì nữa tay lại sờ nhẹ lên đỉnh đầu Một lát sau huynh ấy nói tiếp Chắc hẳn là đệ đã biết Vào thời của địch công Sau chiến thắng trước quân Thác Đác Biên giới phía bắc của nước ta Lần đầu tiên được kéo dài ra Đến tận vùng đồng bằng phía bên kia Bắc Châu Hiện tại thì Bắc Châu là một quận giàu có, dân cư đông đúc, là trung tâm giao thương của các tỉnh miền Bắc. Nhưng khi ấy thì nó vẫn còn là một vùng đất hẻo lánh, dân cư còn ít, mà nhiều gia đình trong số đó lại mang nửa dòng máu thác đát và họ vẫn lén lút làm những trò tà thuật mang rợ. Xa hơn nữa, về phía Bắc là nơi tiết độ sứ Văn La dựng doanh trại để bảo vệ đại đường trước những đợt xâm lược của quân Thác Đác. Sau khi nói sơ về hoàn cảnh thời đó, đại huynh của ta bắt đầu kể một câu chuyện lạ lùng khó tin. Khi tiếng kẽn báo hiệu canh tư vang lên, thì huynh ấy mới đứng dậy và chào từ biệt. Ta ngỏ ý định đưa huynh ấy về nhà, vì người huynh ấy đang rung bần bật và giọng nói thiều thào yếu ớt đến mức ta không nghe được gì cả. Nhưng đại huynh kiên quyết từ chối và chúng ta giả từ tại cổng hoa viên. Vẫn chưa muốn đi ngủ ngay, ta quay vào thư phòng Ta vội vàng ghi chép lại câu chuyện kỳ lạ mà đại huynh vừa kể. Khi bình minh đến, ta mới bỏ bút xuống và ngả người lên chiếc chõng tre ngoài hiên. Lúc ta thức dậy thì đã gần đến giờ dùng cơm trưa, ta lệnh cho gia nhân mang cơm ra mái hiên và ngồi ăn ngon lành. Lần này thì ta rất mong chờ đại phu nhân của mình xuất hiện, khi nàng mở lời trách móc ta vì đêm qua không đến phòng nàng ta sẽ đắc thắng ngắt lời và đưa ra cái cớ hết sức chính đáng là sự xuất hiện bất ngờ của đại huynh sau khi đã giải quyết im xuôi với nữ nhân cáu bẳn đó ta sẽ đến tư gia của đại huynh ngồi đàm đạo có thể huynh ấy sẽ cho ta biết lý do chính xác khiến huynh ấy rời bắc châu và ta sẽ nhờ huynh ấy làm rõ một số vấn đề mà ta còn chưa hiểu tường tận trong câu chuyện của huynh ấy đã kể nhưng khi ta vừa bỏ đổ xuống, lão quản gia liền xuất hiện để thông báo rằng tính sứ vừa từ Bắc Châu đến, y chuyển cho ta một bức thư của thứ sử. Báo tin buồn rằng vào bốn ngày trước, lúc nửa đêm, đại huynh của ta đã đột ngột qua đời. Trên mình khoác chiếc áo choàng lông dày, địch công ngồi sau chiếc bàn trong thư phòng, dù đã đội một chiếc mũ lông trùm kính cả hai bên tai ông vẫn cảm nhận được cơn gió lạnh lùa vào gian phòng rộng nhìn về phía hai trợ thủ lớn tuổi đang ngồi trước bàn ông bảo ngóc ngách nào cơn gió lạnh này cũng len vào được gió lùa từ bình nguyên phía bắc thưa đại nhân người có chòm râu sơ sát đáp lão phu sẽ sai người thêm thang vào lò lão đứng dậy và bước ra cửa còn địch công thì châu mày nhìn người còn lại Cái lạnh của phương Bắc có vẻ chẳng là gì với ngươi cả Đào cam Nghe địch công hỏi Nam nhân gầy gò Thọc tay sâu vào ống tay áo da dê Đã sờn rách và cười đáp Tấm thân già nô này của thuộc hạ Đã lê la khắp miền Nam thưa đại nhân Nóng hay lạnh Ẩm ướt hay khô ráo Với thuộc hạ đều như nhau cả Và tấm áo của người thác đát Thuộc hạ đang bận ấm áp hơn nhiều so với chiếc áo lông thú quý giá kia. Nhưng địch công biết, thật ra trợ thủ tinh ranh của mình có phần hơi bụng xỉn. Đào Cam xưa kia vốn là một kẻ lừa đảo. Cách đây 9 năm, khi làm huyện lệnh ở Hán Nguyên, ông đã cứu Đào Cam khỏi một tình huống nguy nan. Từ lúc đó, kẻ biệt bợm này đã cải tà quy chính và xin phụng sự dưới trướng của địch công kiến thức sâu rộng về chốn giang hồ và sự thấu hiểu tâm lý con người của y rất có ích trong việc truy lùng những tên tội phạm nham hiểm. Hồng Sư Gia trở vào, theo sau là một nha lại bê chậu than hồng, y chất thêm than vào lò sưởi bên cạnh bàn. Sau khi an tỏa, Hồng Sư Gia vừa xoa đôi tay gầy guộc vừa nói, Bẩm đại nhân, vấn đề nằm ở chỗ gian phòng này quá rộng, các thư phòng trước đây không có phòng nào rộng hơn 30 thước vuông cả. Địch Công nhìn những cột gỗ cao chống đỡ vòm trần đã nhuốm màu đen qua năm tháng và những cửa sổ lớn dán giấy dầu phản chiếu màu tuyết trắng bên ngoài. Sư gia đừng quên là, ông nói, mãi đến 3 năm trước, nhà phủ này vẫn còn là căn cứ của tiết độ sứ của Bắc Trấn Quân, lính tráng luôn cần có không gian rộng rãi mà. Chỗ ở hiện tại của tiết độ sứ chắc chắn là rất rộng rãi. Đào Cam nhận xét, cách đây 200 dặm về phía Bắc, ngay giữa sa mạc lạnh giá. Lão Phu nghĩ các quan viên bộ lại đã lạc hậu mất mấy năm rồi. Hồng Sư Gia nói, khi họ bộ điều đại nhân đến đây, chắc họ nghĩ Bắc Châu vẫn nằm ngay biên giới phía Bắc nước ta. Có lẽ lão nói đúng đó, địch công cười buồn. Khi thượng thư bộ lại tuyên đọc chiếu chỉ cho ta, Ngài ấy còn lịch sự dặn dò với vẻ hơi lơ đễnh rằng ngài ấy tin ta sẽ giải quyết được đám người mang di như đã từng làm ở Lan Phường. Nhưng tại Bắc Châu này, ta còn cách các bộ tộc mang di vùng biên giới hơn 300 dặm đất và một đội quân của cả trăm nghìn người. Lão sư gia vuốt chòm râu với vẻ hậm hực, lão đứng dậy và bước về phía ấm trà trong góc phòng. Hồng sư gia là gia nhân lâu năm của nhà họ địch và lão đã săn sóc địch công từ khi còn nhỏ, 12 năm trước, khi địch công lần đầu được bổ nhiệm làm huyện lệnh xa nhà, Lão Hồng kiên quyết muốn đi theo. Dù tuổi đã cao, địch công phong cho ông làm sư gia để có chức danh chính thức tại nha phủ. Lão Hồng luôn trung thành với ông và gia đình ông, đồng thời là một sư gia thân tính có thể cùng ông thảo luận mọi vấn đề. Địch công cảm kích nhận lấy chén trà từ tay Hồng sư gia, ấp hai lòng bàn tay vào chén trà để sưởi ấm. Ông nói, dù sao thì cũng không có gì phải phàn nàn cả. Người dân ở đây khỏe mạnh, thành thật và chăm chỉ. Chúng ta đã đến đây được 4 tháng rồi mà chỉ có mấy công việc hành chính, vài vụ ẩu đả và cãi cọ. Mà mấy việc đó thì Mã Vinh và Kiều Thái giải quyết rất nhanh chóng. Và phải công nhận là chấp pháp quân xử trí rất hiệu quả những kẻ đào ngũ và bọn vô lại khác từ phía bắc trôi dạt về đây. Ông chậm rãi vuốt chòm râu dài. Tuy vậy, Ông nói tiếp, vẫn còn tồn động vụ mất tích cách đây hai ngày của Liêu Tiểu Thư. Ngày hôm qua, Đào Cam nói, thuộc hạ đã gặp qua phụ thân của đàn ta, Liêu Phường Chủ, lão lại hỏi liệu có tin tức gì về Liêu Tiểu Thư hay chưa. Công đặt chén trà xuống, ông vừa vuốt cặp chân mài rậm vừa nói. Chúng ta đã điều tra khắp khu chợ, đã gửi chân dung của nàng cho quân đội và các nha phủ khác, vậy là đã cố gắng hết sức rồi. Đào Cam gật gù. Thuộc hạ không nghĩ vụ liêu liên phương mất tích đáng để chúng ta hao công tổn sức như thế. Y nói, thuộc hạ vẫn tin rằng nàng ta cao chạy xa bay cùng tình nhân. Chẳng bao lâu nữa, nàng ta sẽ trở về với một đứa bé bụ bẩm trên tay và một phu quân bẽn lẽn đi bên cạnh để cầu xin phụ thân tha thứ. Nhưng nàng ta đã được đính ước với người khác. Hồng sư gia đáp, đào cam không đáp lại mà chỉ cười hoài nghi. Nhìn qua thì có vẻ như Liêu Tiểu Thư đã trốn đi cùng tình nhân Địch công nói Nàng cùng nhũ mẫu ra chợ xem một tên mãi võ người thác đác diễn xuất gấu thì đột nhiên mất tích Lúc đó đám đông chen chúc ai nấy đều chăm chú xem gấu diễn trò Nhũ mẫu chỉ chớp mắt một cái đã lạc mất Liêu Tiểu Thư Giữa ban ngày ban mặt dùng vũ lực bắt cóc một thiếu nữ ngay giữa chốn đông người là điều không thể Nên ta cho rằng có nhiều khả năng nàng ta đã tự ý bỏ đi Nghe ba tiếng còng vọng tới chính sảnh Địch công đứng dậy Sắp đến giờ thăng đường buổi sáng rồi Ông nói Dù sao thì hôm nay ta cũng sẽ xem lại vụ án của Liêu Tiểu Thư Mấy vụ mất tích đúng là phiền toái Thà là án mạng Có khi còn hay hơn Khi Hồng Sư Gia giúp ông khoác bộ quan phục Thiêu tường vân ngũ long Đeo đai ngọc Địch công nói thêm Không hiểu sao Mã Vinh và Kiều Thái đi săn đến giờ vẫn chưa về nhỉ Lão Hồng đáp Tối hôm qua, họ bảo là sẽ lên đường trước bình minh để bắt sói và họ sẽ cố gắng về kịp giờ thăng đường buổi sáng. Địch công thở dài và thay chiếc mũ lông bằng chiếc mũ ô xa. Ông vừa bước ra cửa thì thấy bộ đầu hớt hải chạy vào bấm báo. Đại nhân, có chuyện rồi. Sáng sớm hôm nay, ở phía Nam Thành phát hiện ra thi thể một nữ nhân. Bách tính đang náo động toàn bộ châu phủ. Địch công bỗng dừng lại, quay sang hồng sư gia. Ông nghiêm giọng nói điều ta vừa nói vài phút trước thật là ngu xuẩn lẽ ra ta không nên đem chuyện án mạng ra đùa mới phải đào cam lo lắng nói hy vọng không phải là liêu tiểu thư địch công không đáp lời khi băng qua hành lang từ thư phòng của mình đến cửa sau công đường ông hỏi bộ đầu ngươi có thấy mã vinh và kiều thái đâu không họ vừa về đến thưa đại nhân bộ đầu đáp nhưng tuần đinh vừa chạy đến nha phủ báo tin ở một tử quán đang có ẩu đả y khẩn thiết yêu cầu họ trợ giúp nên hai vị đại ca đã vội vã đi theo y rồi địch công gật đầu nhìn vẻ mặt sầu lo của hồng sư gia rồi vén rèm cất bước vào công đường hồi hai hai huynh đệ cáo trạng em rể địch nhân kiệt xem xét hiện trường an tọa trên chiếc ghế cao được đặt trên bục địch công nhìn quanh đám đông đang có mặt bên dưới công đường vụ án phía nam thành đã sớm truyền đi khắp nơi bách tính đều muốn tới nha môn xem địch công khai thẩm sáu bộ khoái đã đứng thành hai hàng mỗi bên ba người trước bàn thẩm án còn bộ đầu thì đứng bên cạnh hồng sư gia đã yên vị trên chỗ ngồi quen thuộc của mình đặt phía sau chiếc ghế của địch công Đào Cam ngồi bên một chiếc bàn được đặt thấp hơn bàn thẩm án cùng lục sự ghi chép lời khai. Lúc này lục sự đang mài mực, đều nghiêng. Địch công đập kinh đường mọc xuống bàn tuyên bố. Buổi thăng đường sáng sớm, quân dân Bắc Châu có gì bẩm báo, bản quan sẽ tiếp nhận và xử lý. Có đơn thì đệ đơn, không đơn thì thuật lại. Địch công nói chưa dứt lời, dưới công đường đã có tiếng hô lớn. Oan uổng, Địch công nhìn xuống thấy có hai nam nhân lách qua đám đông, quỳ sập xuống trên nền đá thủy thanh trước công đường. Nam nhân lớn tuổi hơn vừa cao vừa gầy, hình dung tiều tụy. Nam nhân trẻ tuổi, dáng người vạm vỡ, mặt mày dữ tợn. Bách tính bắt đầu xôn xao, châu đầu, ghé tai, bàn tán sôi nổi. Địch công đập mạnh kinh đường mọc xuống bàn, quát lớn, im lặng. Rồi hỏi, hai ngươi có gì oan uổng, mau nói đi. Nguyên cáo lớn tuổi hơn thoáng ngẩn đầu cung kính thưa, tiểu nhân là Diệp Bân, làm nghề buôn giấy, còn đây là đệ đệ của tiểu nhân, Diệp Thái, huynh đệ tiểu nhân muốn tố giác mụi phu của mình, Phan Phong, thương nhân buôn đồ cổ, hắn đã tàn nhẫn sát hại muội muội của huynh đệ tiểu nhân cũng là thê tử của hắn, cầu lão gia tróc nã hung thủ, thay huynh đệ tiểu nhân báo thù rửa oan. Gã Phan Phong đó hiện nay đang ở đâu? chẳng lẽ đã đẩn trốn địch công ngắt lời hắn đúng vậy thưa lão gia phan phong đã trốn khỏi thành từ hôm qua diệp thái đáp diệp bân địch công hỏi làm sao ngươi phát hiện muội muội ngươi bị phan phong sát hại hãy kể lại toàn bộ đừng bỏ qua tiểu tiết bẩm lão gia sáng sớm ngày hôm nay diệp bân dập đầu xuống sàn chậm rãi kể diệp thái đến nhà họ phan thấy cổng đóng chặt Y gõ cửa hồi lâu mà không ai trả lời Thường thì vào giờ này Phu thê họ Phan lúc nào cũng ở nhà Nhưng hôm nay có chút khác thường như vậy Nên Diệp Thái xin lòng ngờ vực Lo lắng chạy về nhà gọi tiểu nhân đi cùng để Dừng lại Địch công ngắt lời Sao trước tiên Y không hỏi hàng xóm xung quanh Liệu rằng phu thê họ Phan sáng sớm có ra ngoài không Lão gia có điều không biết Phan gia tọa lạc ở một con phố vô cùng vắng vẻ Diệp Bân cẩn trọng đáp, hai bên đều là nhà hoang không có người ở cũng không có hàng xóm. Tiếp tục đi, Địch Công gật đầu nói. Huynh đệ tiểu nhân cùng quay trở lại nơi đó, Diệp Bân nói tiếp. Phan gia chỉ cách Diệp gia hai con phố, huynh đệ tiểu nhân vừa cao giọng gọi to, vừa cật lực gõ cửa nhưng vẫn không có ai xuất hiện. Tiểu nhân cảm thấy kỳ lạ, trong lòng có chút sợ hãi, liền vòng tới hậu viện, trèo tường vào trong. Tiểu dân thấy cửa sổ phòng ngủ được mở tung ra, nên tiểu dân bảo Diệp Thái cúi xuống để tiểu dân đạp lên vai y mà nhìn vào trong. Tiểu nhân đã nhìn thấy... Xúc cảm khiến giọng Diệp Bân biến đổi, dù đang là tháng chạp giá rét, nhưng mồ hôi trên trán y vẫn không ngừng chảy xuống, y định thần lại rồi tiếp tục kể bẩm lão gia tiểu nhân nhìn thấy muội muội nằm trên giường sưởi máu me khắp người tiểu nhân sợ đến tay chân mềm nhũng ngã nhào xuống đất diệp thái đã nâng tiểu nhân dậy huynh đệ tiểu nhân lập tức chạy đi tìm lý chính để làm chứng rồi đến ngay nha môn báo tin địch công đập kinh đường mọc xuống bàn diệp bân ta hỏi ngươi ngươi nhìn thấy muội muội của mình toàn thân đầy máu qua cửa sổ sao lại có thể kết luận nàng ta bị giết chết Diệp Bân nước mắt giàn dụa, toàn thân run rẩy đáp. Lão gia, y lắp bắp, đầu của mụi muội đã không còn, thi thể đó không có đầu. Trên công đường yên lặng như tờ, bách tính đến nghe thảm án kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Địch công trầm ngâm, y nhìn Diệp Bân lạnh lùng nói. Tiếp tục đi, người đang nói rằng mình đi tìm lý chính. Huynh đệ tiểu nhân gặp ngài ấy ở một góc phố. Diệp Bân tiếp tục nói, lúc này giọng y đã bình tĩnh hơn tiểu nhân kể cho ngài ấy nghe những gì mình đã thấy và nói rằng tiểu nhân sợ phan phong cũng đã bị sát hại huynh đệ tiểu nhân xin phép được phá cửa vào nhà nghe đến đó lý chính họ cao nói rằng trưa hôm qua ngài đã nhìn thấy phan phong mang theo một tay nải căng tròn vội vã chạy dọc theo con phố nói rằng có việc gấp sẽ rời thành vài ngày nghe những lời này Huynh đệ tiểu nhân giận sôi, hận không thể lập tức bắt Phan Phong trở lại, đánh chết hắn ngay tại chỗ mới có thể giải hận. Lão gia, ngài nói thử xem, trong tay nãy gia mà không phải là cái đầu của muội muội thì còn là gì nữa? Diệp Thái không nhịn được cũng nói. Lão gia, tên ác ma Phan Phong này đã giết người không chớp mắt, giờ hắn đã lẫn trốn, và hắn mong lão gia thay tiểu nhân làm chủ, trốc nã đem hắn về đây quy án. Cao Lý Chính hiện giờ ở đâu? Địch công hỏi Tiểu nhân đã cầu xin ngài ấy Tới công đường thưa lão gia Diệp bân than vãn Nhưng ngài ấy từ chối Và nói rằng mình phải ở đó Để bảo vệ hiện trường Đảm bảo không có ai được can thiệp Hay dịch chuyển bất cứ vật gì Địch công gật đầu Ông nói nhỏ với hồng sư gia Ít nhất y cũng là một lý chính biết phận sự Nói rồi, ông quay ra bảo Diệp Bân bây giờ lục sự sẽ đọc to bản cáo trạng nếu ghi chép là chính xác thì huynh đệ các ngươi hãy điểm chỉ lên lục sự đọc to bản ghi chép huynh đệ họ diệp đều nhất trí rằng mọi chi tiết đều đúng với sự thật sau khi họ điểm chỉ lên giấy tờ địch công tuyên bố ta cùng với người của mình sẽ ngay lập tức tới hiện trường xảy ra án mạng huynh đệ các ngươi cũng cần đi theo Tuy nhiên, trước khi rời khỏi đây, ta cần ngươi mô tả tỉ mỉ hình dáng tướng mạo phan phong để ta sẽ hạ lệnh canh phòng, nghiêm cẩn điều tra, lưu hành cáo thị khắp các châu phủ hiệp lực lùng bắt hắn. Phan Phong mới chỉ rời khỏi đây một đêm, đường xá lại xấu, ta chắc chắn rằng hắn sẽ sớm bị bắt lại. Hãy yên tâm, nhà phủ sẽ đưa tên hung thủ sát hại muội muội của các ngươi ra công lý. Địch công hạ kinh đường mọc xuống bàn thẩm án và tuyên bố bãi đường quay trở lại thư phòng địch công đứng cạnh lò than hồng để hơ nóng đôi tay trên lửa ông nói với hồng sư gia và đào cam chúng ta sẽ đợi ở đây cho đến khi diệp bân mô tả xong về phan phong thi thể không có đầu thực hết sức quái gở không biết ngài nghĩ thế nào hồng sư gia nhận xét có lẽ phòng ngủ tối tăm diệp bân nhìn gà hóa cuốc đào cam nói không biết chừng chăn gối trên giường đã che mất cái đầu lát nữa đến nơi chúng ta sẽ thấy rõ ràng địch công nói lục sự bước vào với bức họa chân dung của phan phong địch công nhanh chóng viết lên dòng chữ truy nã và nháp một công văn gửi cho quan viên những châu phủ gần đây ông yêu cầu lục sự chuyện này cần làm ngay lập tức kiệu lớn của địch công đã đứng đợi sẵn ở ngoài đình viện địch công đã vén màn kiệu bước lên và kêu hồng sư gia cùng đào cam vào ngồi cùng tám kiệu phu bốn trước bốn sau nâng kiệu lên vai và nhịp nhàng bước đi theo con đường quanh co khúc hiểu hướng về phía nam thành bốn bộ khoái cưỡi ngựa đi trước kiệu gõ nhẹ vào chiếc chiên đồng và hét to tránh đường tránh đường thứ sử đại nhân đang tới bộ đầu thì theo sau cùng với bốn bộ khoái nữa người đi đường thấy nghi trượng của quan phủ đều cung kính tránh né phố xá hai bên liên tiếp những hàng quán sầm út Tuy là nơi biên giới nhưng cũng thịnh vượng chẳng kém chốn trung nguyên. Sau vài lần rẽ, qua miếu quan đế, quan cảnh dần hoang vu, hai bên đường trồng bạch dương, dân cư thưa thớt, nơi này từng là đại quân danh của Bắc Trấn Quân, đến nay đã bị bỏ hoang, họ tiến vào một con đường dài và thẳng. Đối diện với đại quân danh cũ là một giải trạch viện, vốn là nơi ở của các quan lại phụ trách quân nhu. Nay đã có một số gia đình bình dân dọn vào, trong đó có phu thê họ Phan. Kiệu được hạ xuống trước trạch viện của Phan Phong. Một nam nhân diện mạo khôi ngô, tiến bước lên và tự xưng mình là lý chính họ cao phụ trách phía đông nam, y cung kính mời địch công xuống kiệu. Sau khi nhìn ngang nhìn dọc con phố, đào cam ngờ vực, không khỏi hỏi. Một thương nhân buôn đồ cổ, sao lại lựa chọn nơi hoang vắng như vậy để mở cửa tiệm? Nơi này mở quán đậu phụ cũng chẳng làm ăn nổi, nói gì đến chuyện buôn bán đồ cổ. Địch công gật gù, mắt nhìn Cao Lý Chính, chờ ý trả lời. Cao Lý Chính đáp. Chỗ này đúng là hẻo lánh hoang vu, nhưng Phan Phong thường chỉ tới cửa chào hàng, chứ không cần khách hàng hạ mình tới đây để chọn mua. Thỏa thuận xong, lão liền giao hàng tận cửa. Địch công gật đầu, Cao Lý Chính liền dẫn đường vào trạch viện. Qua tiền viện là một cái sân nho nhỏ, bên cửa có một cái giếng, bên giếng có một cái cây cổ thụ. Cao Lý Chính chỉ vào cái sân nhỏ và nói rằng Thưa đại nhân, nơi này được chia làm ba gian nhà Một gian chính là phòng ngủ của phu thê họ Phan Bên trái là cửa tiệm của hắn Phía sau là bếp, bên phải là kho chứa chút đồ cổ không đáng giá Thấy cửa phòng ngủ mở hé, địch công liền hỏi Ai đang ở trong căn phòng đó? Thưa đại nhân, không có ai cả Cao Lý Chính đáp, Thuộc hạ đã canh chừng ngay sau khi phá cửa chính vào. Những thủ hạ của Thuộc hạ không ai dám đi quá cái sân kia, nên mọi thứ trong hiện trường của vụ án không hề bị xê dịch. Địch Công gật đầu tỏ ý đồng tình, rồi bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ không lớn, bên cửa sổ có một cái giường sưởi rộng phủ chăn dày và mộc điểm. Trên giường là thi thể trần trụi của một nữ nhân. Thi thể được đặt ngửa, hai tay trói chặt phía trước, hai chân duỗi thẳng thi thể đúng là không có đầu cổ bị chém đứt lìa máu thịt đầm đìa chăn bông trên giường cũng nhướm máu khô loang lỗ địch công nhanh chóng rời mắt khỏi thi thể quan sát bố trí của phòng ngủ đối diện với bức tường phía sau giữa hai cái cửa sổ ông nhìn thấy một bàn trang điểm có một chiếc khăn được treo trước gương phất phơ trong làn gió bút giá đang thổi qua khung cửa sổ mở vào đóng cửa lại đi địch công ra lệnh cho hồng sư gia và đào cam rồi ông quay sang nói với cao lý chính ngươi hãy ra ngoài coi chừng đừng để ai cản trở chúng ta khi huynh đệ nhà họ dịp tới bảo họ chờ ở đại sảnh khi cánh cửa đã được đóng lại sau lưng cao lý chính địch công bắt đầu nhìn kỹ phần còn lại của căn phòng đối diện với bức tường kê chiếc giường sưởi là bốn chiếc rương lớn bằng da màu đỏ bình thường mỗi chiếc đều được viết chữ xuân hạ thu đông xem ra là rương đựng y phục của bốn mùa, bên cạnh đó là một cái bàn nhỏ mới được sơn son, bên cạnh bài hai chiếc ghế gỗ, Địch Công bất giác nhìn lại về phía thi thể và nói: "Đào Cam, ta không hề nhìn thấy y phục mà nạn nhân đã cởi ra, cả hài cũng không có, ngươi thử mở những chiếc rương này ra xem nào." Đào Cam mở chiếc rương ra, lật xem rồi nói: "Thưa đại nhân, trong này chỉ có y phục mùa xuân đã được gấp gọn gàng." mở cả bốn chiếc rương ra xem lão hồng lão giúp đào cam đi địch công gắt gỏng trong lúc hai người kia tìm kiếm địch công vẫn đứng ở chính giữa căn phòng chậm rãi vuốt râu mấy giờ cánh cửa đã bị đóng lại chiếc khăn tay treo ở kia đã rủ xuống chiếc gương ông chú ý thấy trên đó có vết máu ông nhớ người ta thường nói rằng nhìn một thi thể trong gương là điềm gỡ rõ ràng tên sát nhân cũng nghĩ như vậy bỗng một tiếng kêu của đào cam khiến ông phải quay đầu lại đại nhân ngài xem thuộc hạ tìm thấy chỗ trang sức này ở ngăn bí mật của đáy chiếc rương thứ hai vừa nói đào cam vừa chỉ cho địch công xem hai chiếc vòng đeo tay bằng vàng khảm hồng ngọc cùng với sáu chiếc trăm làm từ vàng rồng địch công nói phan phong là người thương nhân buôn đồ cổ có chút châu báu như thế này cũng là chuyện bình thường thôi người cất chúng trở lại vào chỗ cũ chúng ta sẽ niêm phong tòa viện trạch này lại Điều ta đang quan tâm hơn cả là việc y phục của nạn nhân biến mất chứ không phải những thứ trang sức này. Ngươi cùng lão Hồng gấp y phục lại, cất vào rương như cũ, rồi theo ta ra kho tìm xem sao. Ba người đi ra kho, thấy trên bên trong đầy những thùng gỗ cùng hộp giấy đủ mọi kích cỡ được xếp chồng chất, Địch Công nói, "Đào Cam" ngươi kiểm tra kỹ những thùng và hộp kia, đừng quên, ngoài chuyện đi tìm y phục, chúng ta còn phải tìm thủ cấp bị mất tích kia nữa, ta sẽ tiếp tục cùng sư gia đi ra ngoài cửa tiệm. Quầy hàng, chia cửa tiệm đơn sơ thành hai nữa. Phía sau quầy là chiếc kệ, bày đủ loại đồ sứ, đồ ngọc, tầng cao nhất, xếp đầy sách cổ, phủ đầy bụi. Trong góc phòng chồng chất những tượng đất nặng bồ tát, đỉnh đồng, đỉnh sắt cùng những đồ lặt vặt. Địch công ra dấu, hồng sư gia cuốn rèm lên. Địch công mở ngăn kéo của quầy hàng ra và thấy mấy quyển sổ ghi nợ cùng một đống bạc vụn và sâu tiền. Lão hồng xem này, Phan Phong hẳn đã rất vội vàng bỏ đi, hắn không lấy trang sức cũng chẳng mang theo tiền. Hồng sư gia gật đầu đồng tình, sau đó họ cũng cẩn thận tìm trong bếp nhưng không thấy gì đáng chú ý. Hai người liền quay lại kho, đúng lúc cặp đào cam bước ra, y phủ bụi trên chiếc áo choàng rồi bẩm báo. Đại nhân, thuộc hạ đã mở tất cả các thùng và hộp ra xem, trong đó đều là những đồ đồng, sắt, ngối và những đồ cổ khác, tất cả đều phủ đầy bụi, xem ra đã lâu không có ai đi vào đó. Địch công trầm ngâu vuốt chòm ri mép, thật là thú vị. Cuối cùng, ông thốt lên một câu như vậy rồi rời khỏi phòng, hai trợ thủ bước theo phía sau. Cao Lý Chính vẫn chờ ở sảnh cùng với bộ đầu và những bộ khoái, ngoài ra còn có hai huynh đệ hội dịp. Địch công gật đầu đáp lại những cái thi lễ của họ rồi nói với bộ đầu. Ngươi cho hai nha dịch thả câu liêm xuống giếng vớt thử xem, ngoài ra hãy mượn cao lý chính một chiếc cán và một tấm mền để chuyển thi thể nạn nhân tới nha môn. Sau đó thì hãy niêm phong tòa trạch viện này lại, cho hai nha dịch ở đây trông coi, không có mệnh lệnh không được rút đi. Nếu thấy có kẻ khả nghi không cần biết là ai, lập tức bắt giữ, áp giải đến nha môn. Ông nhìn hai huynh đệ họ diệp và nói, Mỗi mũi của các ngươi quả thật đã bị sát hại dã mang Nhưng đáng tiếc vẫn chưa tìm thấy thủ cấp của nàng Tên ác ma Phan Phong đã đem nó đi rồi Diệp Bân khàn giọng kêu lên Cao tiên sinh đã nhìn thấy hắn đang mang một tay nải bằng da căng tròn Không chứa đầu người thì là gì Ngươi hãy kể lại chính xác hôm qua ngươi đã gặp họ Phan kia như thế nào Và hắn đã nói gì Địch công quay sang yêu cầu Cao Lý Chính Buổi trưa hôm qua, thuộc hạ đã gặp Phan Phong đang vội vã đi ra phố về hướng Tây, liền tiến lên bắt chuyện. Cao Lý Chính đáp, thuộc hạ đã hỏi hắn, có chuyện gì mà vội vậy ông chủ Phan? Hắn dường như chẳng để ý, chân cũng không dừng lại mà chỉ lẩm bẩm rằng sẽ rời thành vài ngày. Trong mặt hắn đỏ bừng dù không mặc chiếc áo khoác lông, tay phải của hắn sắp theo một tay nải bằng da, bên trong phình lên như chứa một vật tròn địch công suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục hỏi diệp bân muội muội ngươi đã từng kể cho ngươi rằng họ phan ngược đãi nàng chưa việc này diệp bân trả lời sau một lúc do dự tiểu nhân nói thật tiểu nhân thấy phu thê bọn họ chung sống với nhau khá hòa thuận họ phan vốn quá vợ hắn lớn tuổi hơn muội muội rất nhiều hắn có một nhi tử đã trưởng thành đang sống trên kinh sư hắn mới cưới muội muội hai năm trước tiểu nhân vẫn luôn nghĩ hắn là một mũi phu tốt dù đến tuổi xế chiều và luôn tỏ vẻ già yếu lậm khộm, ai ngờ hắn lại là tên sát nhân ác ôn lừa dối tiểu nhân suốt thời gian qua. Đệ đã nhìn ra hắn là kẻ lòng muôn giả thú, muội muội thường nói với đệ, Phan Phong luôn chửi mắng, đánh đập muội ấy. Diệp Thái chợt nói xen vào. Sao đệ chưa bao giờ kể cho ta nghe điều này, ta còn tưởng phu thê bọn họ hòa thuận lắm. Diệp Bân ngạc nhiên hỏi để không muốn khiến huynh lo lắng diệp thái buồn rầu nói lần này mà bắt được hắn chúng ta nhất định sẽ không tha cho hắn vì sao sáng sớm hôm nay ngươi lại đi tìm muội muội của ngươi địch công ngắt lời diệp thái do dự một hồi rồi mới đáp bẩm lão gia tiểu nhân rảnh rỗi nên muốn đến gặp muội muội cũng không có việc gì quan trọng địch công nâng giọng được rồi các ngươi theo ta về nha môn sau khi nghe kết quả nghiệm thi ta sẽ trở lại công đường tiếp tục thẩm án cao lý chính và huynh đệ họ Diệp theo tiễn địch công ra kiệu khi kiệu lại đi ngang qua con phố chính một bộ khoái vén rèm kiệu dùng cây roi của mình để chỉ và nói thưa đại nhân kia là y quán của quách ngỗ tác thuộc hạ có cần vào mời ngài ấy đến công đường hay không ạ à? địch công nhìn nhanh về phía cửa y quán Biển hiệu của y quán được viết đẹp, rất dễ nhìn với hàng chữ Tế Sinh Đường, họ quách nổi danh là đại phu đệ nhất Bắc Châu, y thuật cao minh, tự mình mở ra y quán này. Đồng thời, Kim cả việc làm ngộ tác, chuyên nghiệm thương và nghiệm thi cho nha phủ. Ta sẽ tự mình mời ngài." Địch không nói, khi bước xuống kiệu, ông nói với hai trợ thủ của mình: "Ta đã luôn muốn đến thăm y quán này, các ngươi hãy đợi bên ngoài, ta nghĩ bên trong không đủ chỗ đâu." địch công đẩy cửa tiến vào liền ngửi thấy ngay hương dược liệu khô dễ chịu có một nam nhân đang đứng sau quầy sắn cao tay áo chăm chú dùng dao cầu thái nhân xăm lão ước chừng trên dưới 40 tuổi nhưng lưng đã gù tóc đã hoa râm chiều cao không quá bốn thước nhưng vai rộng cổ to đôi mắt lấp lánh có thần lão nhanh chóng bỏ dao xuống phủi vụn thuốc trên áo xoa tay cúi mình hành lễ với địch công địch lão gia ghé thăm hàng xá thảo dân thất lễ nghinh đón sơ xuất xin ngài lượng thứ bản quan cũng chưa có dịp tới thăm ngỗ tác của phủ địch công nói hôm nay lại đến phiền đại nhân hạ mình tới nha môn giúp nghiệm thi ngài đã nghe nói phía nam thành có một nữ nhân bị sát hại chưa ta muốn ngài đến công đường để nghiệm thi thảo nhân sẽ tới ngay lão quách đáp rồi cẩn thận thu gom nhân sâm cất vào tủ thuốc khóa lại lão quay sang nói với địch công bằng giọng hối lỗi xin lão gia lượng thứ hàng xá bừa bộn quá không đâu địch công tin tưởng nói ta thấy căn tiệm này mọi thứ được sắp xếp rất khéo ông thấy trên tủ thuốc lớn được sơn đen có những con chữ màu trắng được chạm khắc rõ ràng trên vô số những ngăn kéo nhỏ ta thấy ngài có đủ loại ma phí tán Ngài còn có cả Nguyệt Thảo nữa Thật hiếm có Lão Quách háo hức kéo ngăn kéo Và lấy ra một nhóm những chiếc rễ cây nhỏ và khô Khi lão cẩn thận tỉ mỉ gỡ những rễ cây đó Địch công thấy lão có những ngón tay dài và linh hoạt Lão Quách nói Lão gia thật tin tường Nguyệt Thảo này chỉ mọc duy nhất trên vách núi dược sư treo leo ở ngoại thành phía bắc được hấp thu tinh hoa nhật nguyệt linh khí thiên địa mà trưởng thành có thể chữa bách bệnh kéo dài tuổi thọ vô cùng đắt giá nhánh này là thê tử tiểu nhân hôm qua tự mình leo núi đào trong tuyết nặng tới hai lạng quả thật quý báu bởi vậy tiểu nhân không đành lòng bán đi chỉ muốn giữ lại dùng mùa đông này dùng bồi bổ rất thích hợp nên tiểu nhân sẽ thái nhỏ đung canh cho thê tử uống địch công gật đầu vào mùa đông, dược lực của nguyệt thảo là cao nhất, tất cả nhựa sẽ tích tụ trong rễ cây. Địch lão gia quả là có kiến thức sâu rộng, lão quách ngạc nhiên thốt lên. Địch Công khẽ nhún vai, "Ta vốn cũng khá ưa thích đọc sách y dược." Ông trả lời, lúc này ông chợt cảm thấy có gì đó đang di chuyển dưới chân, nhìn xuống thì thấy một con mèo nhỏ màu trắng đang tập tễnh bò đến dụi lưng vào chân lão quách đầy triều mến, lão cẩn trọng bế nó lên và nói, con mèo què này là do Thảo Dân nhặt được trên đường. Hôm nào rảnh rỗi, Thảo Dân sẽ thỉnh Lam Đại Khôi, sư phụ hỗ trợ nắng xương đùi cho nó. Ta cũng thường nghe người trong nha phủ nói về ông ấy. Địch công đáp, rằng Lam Đại Khôi là võ sư đệ nhất Bắc Châu, mấy lần thượng đài tỷ thí đều đoạt chức vô địch, quả là anh hùng một phương lam đại khôi sư phụ không chỉ có thể phách hùng vĩ tướng mạo hiên ngang nhân phẩm cực kỳ chính trực ngay thẳng ngày ấy không gần nữ sắc thủ thân như ngọc bốn phương đều ngưỡng mộ ai nấy đều kính yêu lão quách nói lão lại thả con mèo xuống đất chợt bức màn màu xanh ở phía sau cửa tiệm được vén lên một nữ nhân vóc người cao lớn nhan sắc diễm lệ phong thái ung dung bước vào tay bưng một khay trà có bốn con mèo trắng lớn theo sau gót nàng hành lễ với địch công rồi dâng lên một chén trà thơm địch công nhận ra nàng là quách phu nhân quản giáo khu nữ lao thường vẫn vô cùng lễ phép với mình địch công trước kia ít để ý đến nàng hôm nay nhìn kỹ mới thấy nàng có đôi mắt như làng thu thủy lông mài tựa nét xuân sơn da tuyết tóc mây dáng vẻ yêu kiều thước tha địch công thi lễ nói rằng Bản quan nghe nói rằng quách phu nhân đã quản giáo nữ lao rất nghiêm cẩn, không ngờ trong nhà cũng là một bậc hiền thê. Quách phu nhân cúi đầu đáp, địch lão gia quá khen rồi, thật ra thì trong nữ lao cũng có rất ít phạm nhân. Nếu có thì cũng phân phát cho bắt trấn quân sung vào doanh kỹ, nên nữ lao thường luôn trống vắng, cũng là do địch lão gia cai trị anh minh, bắt châu yên tĩnh, kẻ gian không dám hoành hành, bắt tính an cư lạc nghiệp tuy chỉ là đất hoang nơi biên giới, nhưng cũng chẳng thua trung nguyên lễ nhạc phong phú, phồn vinh giàu mạnh. Địch công nghe nàng nói, trong lòng nảy sinh ý kính trọng, quách phu nhân không chỉ đoan trang nhu mì mà nói năng cũng không tầm thường. Nàng vào trong phòng lấy ra một cái áo khoác da trộm cho quách đại phu, lại cẩn thận dặn dò vài câu. Địch công thưởng thức chén trà thanh nhã, trong lòng không khỏi nghĩ đến mấy vị thê thiếp của mình, trên mặt lộ ra ý cười ngọt ngào. Địch công thấy không đành lòng rời xa khỏi đây, không khí yên bình trong y quán nhỏ. Quyện với mùi hương dễ chịu thơm mát của thảo dược, thật khiến ông ấm lòng sau khi nhìn thấy cảnh tượng ghê sợ trong căn phòng có vụ án rùng rợn kia. Thở dài đầy hối tiếc, ông đặt chén trà xuống và nói, Được rồi, ta phải đi thôi. Quách đại phu đổi chiếc mũ da lên đầu, rồi theo địch công ra khỏi tế sinh đường, lên kiệu trở về nha phủ. Hồi ba, ngỗ tác nghiệm thi không đầu, địch công họp bàn trợ thủ. Địch công gặp lục sự đang đợi ông trong thư phòng. Trong khi hồng sư gia và đào cam bận biểu pha trà trong góc, địch công ngồi sau bàn, lục sự kính cẩn đứng bên cạnh ông, tay đặt một sấp thư bạ lên bàn truyền chánh lục sự vào đây ông lệnh mắt liếc nhìn chồng thư bạ khi thấy chánh lục sự bước vào địch công ngẩng lên và nói chốc nữa bộ đầu sẽ đưa thi thể phan nương lên công đường không thể để thi thể bị những người không phận sự và những kẻ vô công rồi nghề soi xét vì thế không được nghiệm thi trước mặt bách tính ngươi hãy gọi người đến giúp ngộ tác chuẩn bị ở gian phòng bên cạnh ngoài ra hãy truyền lệnh cho sai nha rằng ngoại trừ người của công đường hai huynh trưởng của nạn nhân và cao lý chính khu phía đông nam không ai được phép ra vào nửa bước hồng sư gia mang lên một chén trà bốc khối nghi ngút cho địch công sau khi nhấm nháp vài ngụm ông cười nhạt rồi nói trà ở đây không thể bị được với trà nhài ta từng thưởng thức ở y quán của quách đại phu dù cho lão quách và phu nhân không xứng đôi nhưng trong họ có vẻ rất hòa thuận Quách phu nhân tên là Chí Anh, vốn là một quả phụ. Đào Cam nói, tiền phu của Chí Anh vốn là một tên đồ tể phóng đảng bất kham, hình như họ vương 5 năm, năm trước đã qua đời sau một đêm sai khước. Đúng là như vậy. Lục sự tiếp lời, vương đồ tể chết đi, để lại rất nhiều khoản nợ, kể cả kỷ viện, sao chợ. Tú bà ép buộc Chí Anh bán thân trả nợ, Mai thai lão quách kịp thời can thiệp, khẳng khái giúp đỡ, trả hết nợ nần rồi hỏi cưới nàng, Chí Anh liền trở thành Quách phu nhân, phu thê họ Quách vô cùng yêu mến kính trọng nhau. Đến khi làm quản giáo nữ lao, nàng càng thể hiện tầm hiểu biết không tầm thường, trên dưới nha phủ đều kính trọng nàng. Địch Công đóng con dấu đỏ lớn của công đường lên thư bạ đặt trước mặt, khi ngước lên, ông nói: "Quách phu nhân xem ra là một người có học hành cũng biết lễ nghĩa." bẩm đại nhân sau khi gả cho lão quách nàng mới đọc sách nhưng bản tính thông minh nên đã học một lần là không quên lục sử nói nàng cũng học hỏi từ lão quách về y đạo lại có năng lực đặc biệt với các loại thảo dược nàng thường một mình lên núi dược sư hái thuốc lúc đầu nhiều người bàn tán vì nữ nhân đã có chồng mà lại tự do ra ngoài nhưng bây giờ không ít gia đình giàu có tìm nàng xem bệnh đặc biệt là khi nữ nhân trong nhà gặp tai nạn ốm đau đều tìm đến nàng bởi nam đại phu chỉ được phép bắt mạch của nam nhân mà thôi có nữ nhân tài năng xuất chúng như vậy tới quản giáo nhà lao ta đương nhiên vô cùng yên tâm địch công vừa nói vừa đưa thư bạn cho lục sự thông thường những nữ giáo đều hung dữ nên ta luôn phải canh chừng để đề phòng các mụ ngược đãi hoặc hành hạ nữ phạm nhân lục sự mở cửa và đứng sang bên để nhường đường cho hai nam nhân cường tráng vai rộng thân mang áo khoác dài đầu đội nón lông phủ tai họ là hai trợ thủ tinh cẩn của địch công mã vinh và kiều thái hai người bước vào địch công nhìn họ bằng ánh mắt đầy từ ái xưa kia cả hai từng làm đạo tặc xưng là lục lâm huynh đệ mười hai năm trước khi địch công đang trên đường đi nhậm chức huyện lệnh đầu tiên họ đã chặn đường ông khi ông đang đi một mình. Sau đó, vì quá cảm phục thái độ can trường và lối nói chuyện đầy thuyết phục của địch công, họ bỏ nghề đạo tặc và trở thành thuộc hạ của ông. Những năm về sau, cặp huynh đệ đáng gồm này đã chứng minh tài năng và sự hữu dụng của bản thân trong công cuộc truy bắt những kẻ thủ ác nguy hiểm cũng như trong các phi vụ khó khăn đầy rủi ro. Có chuyện gì? Địch công hỏi Mã Vinh sau khi cởi khăn hoàng cổ mã vinh cười đáp bẩm đại nhân không có gì đặc biệt cả hai nhóm kiệu phu có chút xung đột trong tủ quán khi thuộc hạ và kiều huynh bước vào thì bọn chúng đang chuẩn bị ẩu đả bọn thuộc hạ chỉ cần ra oai phủ đầu chúng một chút thì chúng đã kéo về nhà ngay rồi bọn thuộc hạ đã giải bốn tên cầm đầu về nha môn chỉ cần đại nhân cho phép thì sẽ cho chúng qua đêm trong đại lao được địch công gật đầu tán thành tiện thể các ngươi đã bắt được con sói kia chưa? Nó cắn chết rất nhiều súc vật cũng là một mối hại của địa phương. Bẩm đại nhân, bọn thuộc hạ đã bắt được rồi. Mã Vinh đáp, quả là một chuyến đi săn thành công. Chu viên ngoại đã trợ giúp bọn thuộc hạ vây bắt sói. Đại nhân biết Chu viên ngoại là một xạ thủ xuất sắc nhất Bắc Châu, bách phát bách trúng, xưa nay không chệt mũi nào ngày hôm nay lão chu đã phát hiện con số trước nhưng ba mũi tên đầu hắn đều bắn rơi vào khoảng không thật là khó hiểu cuối cùng kiều thái huỳnh đã bắn tên xuyên thẳng cổ họng nó bẩm đại nhân đó là một phát tuyệt đẹp chu viên ngoại tất là cố ý khiêm nhường cho thuộc hạ lập công thôi kiều thái mỉm cười nói trước nay chu viên ngoại bắn tên chưa từng có sơ xuất thuộc hạ và mã vinh đều tự thẹn không bằng chu viên ngoại mỗi ngày đều ở hậu viện tập bắn đắp người tuyết lớn như người thật làm bia mã vinh tiếp lời hắn vừa phi ngựa quanh sân vừa bắn liền một phát ba mũi tên mỗi mũi tên đều trúng đầu người tuyết cưỡi ngựa bắn tên thì chu viên ngoại là đệ nhất mã vinh thở dài tán thưởng sau đó y chuyển đề tài đại nhân nghe nói phía nam thành đã xảy ra vụ án mạng mọi người đều bàn tán xôn xao địch công xa xầm vụ án này rất ghê rợn ông nói hai người hãy sang gian phòng bên cạnh xem có thể bắt đầu nghiệm thi chưa sau khi mã vinh và kiều thái quay lại và báo rằng mọi thứ đều đã sẵn sàng địch công bước sang gian phòng bên theo sau ông là hồng sư gia và đào cam bộ đầu và hai lục sự đứng chờ ở cạnh bàn sau khi địch công ngồi xuống bốn trợ thủ của ông đứng đối diện nhau ở hai bên địch công nhìn thấy diệp bân và diệp thái đang đứng ở góc phòng cùng với viên lý chính họ cao Họ cúi người thi lễ, địch công gật đầu đáp lại rồi ra hiệu cho lão quách. Nam nhân lưng gù, kéo tấm chăn đắp trên chiếc chiếu sậy đặt lên bàn. Trước bàn đã chuẩn bị một chậu đồng, nước nóng, vải sạch cùng đủ loại dụng cụ. Đây là lần thứ hai trong ngày địch công nhìn vào thi thể không đầu đó. Sau một lượt thở dài, ông cầm bút lông điền vào một mẫu văn thư, vừa viết vừa đọc thành tiếng. Thi thể của Phan Nương Diệp Thị, tuổi Dạ, 32 tuổi. Diệp Bân ngàn nghẹn trả lời, mặt y xám xanh lại do sợ hãi. Có thể bắt đầu nghiệm thi rồi. Địch công nói, lão quách nhúng vải sạch vào nước nóng trong chậu đồng rồi vắt khô. Lão bắt đầu chà sát thi thể cứng ngắt. lau sạch máu đen, da thịt cũng mềm ra, tay chân có thể cử động được. Lão cẩn trọng, bỏ dây thừng trói nạn nhân, tháo chiếc nhẫn bạc khỏi bàn tay phải rồi đặt nó lên một mảnh giấy sau khi lau chùi thi thể kỹ lưỡng, lão khám nghiệm từng chút một. sau một lúc, lão lật thi thể lại và lau vết máu trên lưng. trong lúc đó, hồng sư gia hạ thấp giọng kể những điều lão biết về vụ án cho mã vinh và kiều thái nghe. hai người nghe xong không khỏi nhìn nhau, lông mày nhíu lại. huỳnh có thấy những lằn roi trên lưng nàng không? y giận dữ thì thầm với kiều thái, để nhất định sẽ bắt được hung thủ. Lão quách nhìn kỹ phần cổ của thi thể Cuối cùng lão ngẩng lên và nói Thi thể này là một nữ nhân đã thành hôn Chưa sinh nở, da nhẵn nhụi, Chưa có vết bớt hay sẹo cũ Trên thi thể không có vết thương Cổ tay bị dây thần cứa rách Trên ngực và cẳng chân trên có vết bầm Trên lưng và hông có vết lằn Nhiều khả năng từng bị hành hung bằng roi da Lão quách đợi lục sự ghi nhận xong những chi tiết này Sau đó lão nói tiếp phần cổ còn có vết chém lớn hung khí có thể là dao phay dùng trong nhà bếp hoặc lưỡi rìu sắt địch công phẫn nộ vuốt râu ông lệnh cho lục sự đọc to lời lão quách rồi cho ngỗ tác điểm chỉ vào đó ra lệnh lại đưa nhẫn cho diệp bân diệp bân tò mò ngắm nhìn rồi nói đại nhân lạ quá trên nhẫn sao không thấy viên hồng ngọc hôm trước tiểu nhân có gặp muội muội thấy trên nhẫn rõ ràng có một viên hồng ngọc muội của ngươi có đeo nhẫn nào khác không địch công hỏi diệp bân lắc đầu địch công lại tiếp tục nói diệp bân ngươi có thể đem quan tài đến mang thi thể lệnh muội về được rồi chờ tới khi phá được án tìm được đầu của lệnh muội thì sẽ chọn ngày lành tháng tốt an tán nàng nha phủ sẽ tận lực tìm kiếm cũng sẽ bắt giữ hung thủ để rửa oan báo thù cho lệnh muội huynh đệ hội diệp lặng lẽ cuối người địch công đứng lên và trở về thư phòng theo sau ông là bốn trợ thủ khi ông bước vào căn phòng rộng ông thoáng rùng mình lên dù trên người đã khoác một lớp áo lông rất dày ông bảo với mã vinh thêm than vào lò đi khi mã vinh đang bận rộn thì những người còn lại ngồi xuống địch công ngồi lặng thinh vuốt râu sau khi mã vinh cũng ngồi xuống đào cam lên tiếng vụ án này quả thật rất kỳ quái hung thủ còn cố ý mang đầu người đi là như thế nào đây chẳng lẽ là sợ có người nhận ra khuôn mặt thật của nạn nhân ác ma phan phong này rốt cuộc muốn đem theo cái tay nải bằng da đến nơi nào mã vinh gầm gừ đầu người không có ở trong nhà không có ở trong giếng lẽ nào chấp cánh bay hay sao đại nhân dù thế nào cũng phải bắt giữ được phan phong mới được địch công đang trầm tư suy nghĩ nên không nghe thấy lời của y đột nhiên ông phẫn nộ thét to thật vô lý ông đột ngột đứng dậy sau khi đi đi lại lại trong phòng ông nói tiếp Nạn nhân bị lấy hết y phục Đến hài cũng không thấy Thử nghĩ nếu Phan Phong giết vợ Lại cẩn trọng gói ghém y phục và thủ cấp vào tay nải da Dọn dẹp phòng và bỏ trốn Nhưng lại không mang theo trang sức quý giá Và bạc vụn trong ngăn kéo quầy hàng Chẳng phải là kỳ quái sao Hồng sư gia nhận định Bẩm đại nhân Ý của ngài là vụ án còn có người thứ ba tham gia Còn Phan Phong vô tội Nhưng vì sao hắn lại phải lẫn trốn địch công do dự ông quay về ngồi sau bàn và nhìn những phụ tá của mình kiều thái nói vì sao phan phong bỏ trốn hiện nay còn chưa rõ nhưng nếu muốn dùng dao phai hoặc rìu sắt chặt đầu người thì không phải chuyện dễ dàng người cường tráng như đao phủ còn phải vận sức lực mà phan phong đã có tuổi yếu ớt suy nhược có thể làm được sao huống hồ nạn nhân còn trẻ tuổi sao lại không phản kháng có khả năng đào cam lên tiếng Lão Phan phát hiện hung thủ trong nhà vì quá hoảng sợ nên đã bỏ chạy và để lại những vật có giá trị. Nhiều khả năng là như vậy, địch công nói. Mã Vinh nói đúng, nhất định phải bắt tên họ Phan này về càng sớm càng tốt. Phải bắt sống hắn, đào cam thêm vào. Nếu giả thuyết của thuộc hạ là đúng thì có lẽ hung thủ đang truy đuổi lão ta. Cánh cửa đột ngột mở ra, một nam nhân cao tuổi gầy gò bước vào, địch công kinh ngạc nhìn lão. Quản gia đến đây làm gì vậy?" ông hỏi. "Bẩm đại nhân," lão quản gia nói, "Tính sứ vừa cưỡi ngựa từ Thái Nguyên đến đây, đại phu nhân xin được tiếp kiến đại nhân một lát." Địch Công đứng dậy, ông nói với các trợ thủ, "Tối nay ta đã nhận lời làm khách tại phủ của Chu Đạt Nguyên, các ngươi đến nhà môn chờ ta trước khi trời tối, chúng ta cùng nhau đi bái phỏng Chu viên ngoại." Rồi, ông đi ra, theo sau là lão quản gia.